5 việc bắt buộc phải nhớ để báo hiếu trong ngày Vu Lan. Các bạn thân mến, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Từ bao đời nay, tình yêu thương của các bậc làm cha làm mẹ dành cho con cái luôn dạt dào bất tận. Vì vậy, để báo hiếu cho cha mẹ thì lịch ngày tốt sẽ gợi ý cho các bạn 5 việc làm ý nghĩa sau đây. 1. Thành tâm chuẩn bị mâm cơm cúng. Lễ Vu Lan rằm tháng 7 là tên gọi khác của ngày rằm tháng 7. Trong ngày này, nên thành tâm chuẩn bị mâm cơm cúng để tạ ơn thần linh và tưởng nhớ tới tổ tiên, cầu nguyện cho gia đình bình an, các vong hồn được siêu thoát. 2. Lên chùa thắp hương cầu mong điều tốt lành cho cha mẹ nơi cửa Phật. Trong ngày báo hiếu cha mẹ, con cái có thể đi chùa thắp hương, cầu xin cho cha mẹ mình được khỏe mạnh. Nếu không còn cha mẹ, cầu xin Đức Phật ban điều tốt lành, tìm đường chỉ lối cho cha mẹ được an nghỉ nơi chín suối. 3. Ăn chay tích phúc đức. Ăn chay không những tốt cho sức khỏe mà còn giúp chúng ta về với chốn thanh tịnh, với bản ngã của mình, thể hiện sự thành tâm và cũng là tích phúc đức. Trong ngày lễ Vu Lan rằm tháng 7, bạn có thể ăn chay để cầu xin cho cha mẹ được an lành, khỏe mạnh. 4. Mua quà hoặc dành tặng lời chúc. Một món quà nhỏ hay đơn giản chỉ là lời chúc sức khỏe cha mẹ dồi dào cũng là để bạn thể hiện lòng biết ơn, hiếu thảo đối với đấng sinh thành. Dẫu không nói ra hay không cần quà tặng, cha mẹ cũng hiểu được tình cảm của con cái. Nhưng trong dịp đặc biệt như lễ Vu Lan báo hiếu này, bạn vẫn cần chủ động làm những điều xuất phát từ trái tim chân thành. Với những ai không còn cha mẹ, bản thân mình sống tốt, làm nhiều việc thiện giúp đời chính là món quà ý nghĩa nhất dành tặng cho họ nơi suối vàng. 5. Luôn sống tốt để không phụ lòng cha mẹ. Dù bạn là ai, nam hay nữ, xấu hay đẹp, địa vị cao sang hay thấp hèn thì đều là do cha mẹ sinh ra. Không có họ, đồng nghĩa với việc bạn chẳng tồn tại trên đời. Vì thế, hãy luôn tâm niệm rằng bản thân phải sống tốt, sống cao thượng để cha mẹ có thể tự hào hoặc ngầm cười nơi chín suối. Rằm tháng 7 âm lịch hàng năm chính là lễ Vu Lan, là dịp để con cái báo hiếu cha mẹ đã dày công sinh thành, dưỡng dục. Nói thì dễ, nhưng nhiều bạn trẻ không biết thể hiện tình cảm của mình ra sao, báo hiếu bằng cách nào. Trên đây là những gợi ý mà bạn có thể áp dụng trong ngày trọng đại này. Sống tốt, sống khỏe và làm việc có ích là cách thể hiện tình thương với cha mẹ nhất. Bất cứ người cha người mẹ nào cũng chỉ hạnh phúc khi nhìn thấy con mình hạnh phúc. Chúc gia đình bạn luôn có nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại ở chương trình lần sau. 10 nơi đừng tới vào ban đêm để tránh âm khí. Xin chào các bạn yêu mến chương trình của Lịch Ngày Tốt. Ngày hôm nay, Lịch Ngày Tốt sẽ đem đến một chủ đề rất huyền bí, đó chính là âm khí và tâm linh. Có thể bạn không bao giờ tin rằng có linh hồn tồn tại xung quanh chúng ta, nhưng thực tế lại không như vậy. Cuộc sống của chúng ta chứa đựng rất nhiều điều huyền bí mà câu trả lời vẫn đang bỏ